Đối tượng trên được xác định là một nam giới, 23 tuổi, tên là Fouad Mohamed Agat, đến từ thành phố Strasbourg, miền đông nước Pháp. Người này đã đến Syria với anh trai và một nhóm bạn vào cuối năm 2013. Hầu hết những đối tượng này đã bị bắt sau khi từ Syria trở về Strasbourg hồi tháng 5 năm ngoái, trong đó có anh trai Agat, riêng đối tượng Agat vẫn ở lại Syria. Agat là kẻ đánh bom thứ ba được xác định danh tính trong loạt vụ tấn công nói trên. Hai kẻ tấn công liều chết khác là Sami Amimour, 28 tuổi, đến từ Drancy, phía đông bắc Paris, và tên Ismail Omar Mostefai, 29 tuổi, sống tại Chark, phía tây nam Paris. Hai kẻ này cũng đã từng tới Syria. Theo thông tin do cảnh sát Pháp công bố, loạt vụ tấn công khủng bố tại thủ đô Paris cách đây gần một tháng đã xảy ra đồng loạt tại 6 địa điểm, gồm nhà hát Bataclan, sân vận động Stade de France, phố Charon, phố Alibert, phố Fontaine-aux-Roi và đại lộ Voltaire. 130 người đã thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương trong vụ tấn công được cho là đẫm máu nhất xảy ra tại Pháp kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng, nhóm phiến quân hiện chiếm đóng các vùng lãnh thổ rộng lớn tại Syria và Iraq đã tuyên bố thực hiện loạt vụ tấn công này.